Kỳ này khô đất mất là tại bố chứ không tại ai hết. Mày có im đi không? Mày đã nghĩ được cái cách gì hay ho không mà mày nói? Tuy con không nghĩ được gì hết, nhưng ít ra con không có phạm sai lầm như bố, như mèo làm cho mẹ giận. Trời ơi, con cái mình bỏ mình nói một cãi người. Ờ con, mày mày vừa nói cái gì? Con nói là bố nuôi mèo làm cho mẹ giận. Kiếm mẹ mày, bà đang ở đâu báo cho tao ngay, hiểu chưa? Okay. Bố. Trời ơi, đồ mà quăng vậy. Ủa? Cái đồ này là của tôi mà. Trời, trời đất ơi, sao tự nhiên quăng đồ người ta ra ngoài đường vậy nè trời ơi. Cô Dung ơi, cô Dung ơi, cô, cái chìa khóa nó bị gì mà con mở hoài không được? Chìa khóa không có bị làm sao hết á, tôi mới vừa thay cái ổ khóa mới đó. Ủa vậy hả? Vậy có gì cô cho con xin cái chìa khóa mới nha. Trời ơi, tự nhiên đồ cái bị rớt ra ngoài đây mà kỳ ghê. Cô mở khóa giùm con đi. Nè, tôi nói cho cô biết nha, cô đừng có giả điên với tôi, không trả tiền nhà hả? Mời cô dọn đi chỗ khác. Ai cô thông cảm giùm con đi, cô biết con khó khăn mà, nhà con nghèo, ba má con đông mà cô. Câu nói này nè, tháng trước cô cũng nói y chang như vậy, rốt cuộc làm sao? Cũng không trả tiền nhà. Thôi, đừng có nói nhiều nữa, dọn đồ đi ngay. Ai con hứa nếu mà con vô mánh cái là con trả liền cho cô một lần 3 tháng luôn, 3 tháng luôn cô nha. Không cần, cút ngay, cô dọn đồ đi ngay. Đừng mà cô. Ông trời ơi, thôi làm gì ghê vậy? Tôi nói cho bà biết nha, cái nhà của bà hả, nhỏ như cái lỗ mũi vậy đó, ở vừa nóng mà vừa hơi nữa. Con mộng này mà không mướn hả? Không có ai thèm mướn nhà bà đâu nha bà Tám. Tôi nói cho mọi người biết nha, tôi tự bỏ đây đi chứ không ai đuổi tôi hết á. Cái nhà của bà hả, tôi không mướn là có ma mà mướn. Đâu của bà đang mũi cái, không có thứ gì đâu không nè. Bà ra đây đứng nói chuyện với tôi nè. Ra đây, bà đi. Bà ra đây mà nói chuyện với tôi. Đi với tôi. Ủa anh tới kiếm em hả? Vậy là anh tin em rồi đúng không? Vậy đứa con trong bụng của em là con của anh đó. Ủa, đi theo tôi gặp một người. Đâu gặp ai vậy anh? Đi sẽ biết. Ủa anh, từ từ ra chân em. Đau, từ từ anh. Từ từ. Đi. Từ từ, đau em. Đau em, từ. Lăng loạn. Nhường. Lăng loạn. Anh đánh đánh tôi hả? Bà đánh mày thì sao? Nhường. Làm cái gì vậy? Nhường. Nhường. Trời ơi, hôm nay tôi sẽ chứng minh cho bà thấy. Trong lòng tôi chỉ có một mình bà thôi. Có cái thứ mèo mã gà đồng này hả? Là cái đồ vứt đi. Mày nhìn cái gì? Dương ơi, anh bà sao lại đánh phụ nữ? Thôi đi. Dương phải đánh nó. Đánh nó cái còi là nó giật chồng người ta. Và đánh nó để cho vợ của Dương được hài lòng. Nó giật hôn nè. Ôi trời, bị chửi ông à? Dương ơi, hôn nè. Con nạn! Tiếp chứ bố mày! Thôi cô đó! Cô phải nhớ cái nỗi đau ngày hôm nay. Và điều quan trọng là cô phải nhìn thật kỹ cái người đàn ông đã đánh cô. Đừng có bao giờ mà chọn sai nữa. Nè! Uống đi! Có phải... Cô lao ta đó. 4 tháng rồi. Vậy giờ cô tính sao? Tính bỏ. Nhưng mà bác sĩ kêu tôi về suy nghĩ kỹ lại. Tại vì sức khỏe của tôi yếu,
với lại đứa bé cũng thành hình rồi. Cô có bà con gì không? Gần không có, xa cũng không có luôn. Cái gì đây? Bà tính bố thí cho con này hả? Ngày mai cô qua công viên gần nhà tôi. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Gạo nếp gạo tẻ phần 2, 21 giờ thứ hai đến thứ tư trên Vi Giải Trí. Pion luôn ở bên bạn mọi nơi, có trên điện thoại, máy tính bảng, máy tính cá nhân, TV thông minh, giải trí mọi lúc mọi nơi. Pion không thể rời mắt.